Trong tập trước, Cách KFC đã chơi trận đấu cuối cùng và họ cũng đã vô địch giải đấu Championship. Do đó, ở mùa giải tiếp theo, Cách KFC sẽ lên chơi tại Premier League, giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Và chào mừng mọi người đến với mùa giải đầu tiên của Cách KFC tại Premier League, giải đấu cao nhất của nước Anh. Và đây chính là các đối thủ của Cách KFC tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù này. Thì chúng ta có thể thấy là Arsenal, Aston Villa, Everton, Chelsea nè, rất nhiều đối thủ mạnh ha. Rồi Liverpool, Man City, rồi Manchester United nè, rồi Tottenham nữa. Wow, đây là lần đầu tiên mà Cách KFC được chinh chiến tại Premier League. Và để có thể sống sót tại Premier League thì mình nghĩ là chúng ta có phải nâng cấp đội hình, chúng ta cần phải nâng cấp vị trí tiền vệ để có thể mạnh hơn. Tại vì tiền đạo thì chúng ta đã quá cháy rồi, quá mạnh rồi, nên là vị trí tiền vệ và có lẽ là hậu vệ luôn cũng cần phải thay đổi đó. Wow, câu lạc bộ của chúng ta có tới tận 101 triệu bảng Anh rồi. Đây là một con số rất là nhiều để chúng ta có thể thay đổi cũng như là nâng cấp đội hình ha. Và đến với bản hợp đồng đầu tiên của mùa giải này, đó chính là James Maddison. Thì hiện anh đang thi đấu cho Inter Milan ha, với mức giá đang có là 46,5 triệu nè. Mình sẽ thử đưa ra mức giá thấp thấp thôi nha, tầm 38 triệu để xem là bên Inter Milan có đồng ý hay không. Vâng, họ nâng lên 47,7 triệu rồi. Wow, một con số rất là nhiều nha. Vâng, và sau một hồi kỳ kèo với lại huấn luyện viên của Inter Milan thì cuối cùng ông ta cũng đã đồng ý với mức giá là 43 triệu dành cho Maddison. Và đây rồi, đây chính là bản hợp đồng đầu tiên của Cách KFC tại mùa giải tại Premier League này. Đó chính là tiền vệ James Maddison. Đây là một tiền vệ có thể nói là cũng rất xuất sắc ở thời điểm hiện tại ha. Và anh sẽ đặt bến câu lạc bộ Cách KFC và mang trên mình chiếc áo số 17. Và trong những tập vừa qua thì mình thấy có khá nhiều bạn muốn mình mua David De Gea, thủ môn của Man United, thì ok. Để chiều ý mọi người thì bây giờ mình sẽ mua De Gea ha. Năm nay anh đã 34 tuổi rồi và chỉ số cũng còn rất là cao ha. Do mình thấy là De Gea cũng sắp hết hợp đồng với Man United rồi nên mình sẽ trả giá thấp thôi nha, tầm 9 triệu. Wow, Erik ten Hag chơi tới tận 12 triệu 2 luôn cơ. Wow, đây là giá cao quá nha. Có lẽ là đây sẽ là mức giá cuối cùng của mình rồi, 10 triệu để xem Erik ten Hag đồng ý không. Và ok, quá tốt, Erik ten Hag đã đồng ý với mức giá 10 triệu dành cho thủ môn David De Gea. Ok, vậy là chúng ta lại có thêm được một bản hợp đồng mới, lại thêm một ngôi sao nữa cập bến câu lạc bộ Cách KFC, và đó chính là thủ môn David De Gea. Và tại Cách KFC, dĩ nhiên rồi, thủ môn David De Gea sẽ mang trên mình chiếc áo số 1, chiếc áo của rất nhiều thủ môn xuất sắc. Và bản hợp đồng tiếp theo đó chính là hậu vệ David Alaba. Và mình đã mua David Alaba với giá là 24 triệu 500 bảng Anh. Thì tuy là David Alaba năm nay đã 33 tuổi, khá lớn tuổi rồi, nhưng mình nghĩ là với kinh nghiệm của David Alaba thì anh có thể giúp cho Balat cũng như là Eric Garcia của team Cách KFC có thể phát triển hơn. Và David Alaba sẽ đến Cách KFC và mang trên mình chiếc áo số 6. Với số tiền còn lại thì mình đã quyết định bổ sung thêm hàng dự bị bằng cách đem về hai tài năng trẻ là Felix Navarez và Mihailo Jankovic. Wow, có vẻ như Paris Saint-Germain muốn có được Ballard và họ đã đưa ra đề nghị là 62 triệu 400 bảng Anh nè. Wow, đây là một cái kèo khá là thơm ha. Giờ mình sẽ thử nâng mức giá coi là chúng ta có thể bán lời hơn không. Thì mình thử nâng mức giá lên thành 86 triệu luôn coi. Bên PSG có đồng ý hay không? Nếu mà họ đồng ý thì quá điên rồ luôn đúng không? Rồi mình sẽ coi thử coi. Họ không chịu rồi, chịu 78 triệu 800 thôi. Ví dụ như là 84 triệu rưỡi thì sao ta? Để coi ở bên kia 82 triệu 900. Wow, càng ngày càng tăng nè. Để mình ráng tăng thêm một phát nữa coi. Thì để 84 triệu luôn coi. Có đồng ý không? Nếu đồng ý được quá thơm. Wow, bên huấn luyện viên PSG đồng ý với giá 84 triệu cho Ballard à. Một wow, họ muốn mua Ballard, con báo Ballard với giá 84 triệu, ảo thật đấy. Ok, vậy là báo thủ Ballard đã chính thức rồi khỏi câu lạc bộ Cách KFC với giá 84 triệu và đến PSG nè. Wow, một con số quá điên rồ luôn mọi người ạ. Và sau khi bán được Ballard thì mình cũng đã nhận về được một số tiền khá là nhiều đó, tầm 70 mấy triệu. Thì mình sẽ nâng cấp thêm cho hàng hậu vệ, và cầu thủ mình được mình chọn đó chính là hậu vệ người Đức Nico Schlotterbeck của câu lạc bộ Dortmund. Đầu tiên mình sẽ thử đưa ra mức giá là 70 triệu ha. 70 triệu với là một cầu thủ 25 tuổi mà chỉ số 87 là cũng khá là ngon á. Họ muốn có thêm Felix Navarez của team mình hả? Ok, và sau một hồi nói chuyện thì huấn luyện viên Dortmund đã đồng ý với mức giá là 70 triệu bảng Anh cộng với lại hậu vệ Eric Bailly. Và ok, đây rồi, đây có thể nói là bản hợp đồng cuối cùng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này của câu lạc bộ Cách KFC
đó chính là hậu vệ Schlotterbeck đến từ câu lạc bộ Dortmund, một câu lạc bộ sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tiềm năng. Và tại cách KFC thì Schlotterbeck sẽ mang trên mình chiếc áo số 3. Vâng, đó chính là chiếc áo mà Ballack đã mặc trong suốt những mùa giải qua. Anh sẽ thế chỗ cho Ballack. Và đây sẽ là đội hình chính của cách KFC chinh chiến tại mùa giải Premier League đầu tiên này. Sẽ có một vài sự thay đổi, đó chính là ở vị trí tiền vệ thì Maddison sẽ đá cặp cùng với lại Danny Ceballos. Còn hàng hậu vệ thì Schlotterbeck sẽ đá cặp cùng với lại Garcia. Và cuối cùng là David De Gea sẽ thế chỗ cho Fernandes là thủ môn chính ở câu lạc bộ cách KFC. Có vẻ như đội hình của cách KFC đã được nâng cấp rất nhiều, nhất là vị trí hậu vệ và vị trí thủ môn. Thì mình không biết là họ sẽ đạt được những danh hiệu gì với đội hình khủng như thế này ở cuối mùa giải này. Và chào mừng mọi người đến với trận đấu đầu tiên của cách KFC tại Premier League. Đây là cuộc đối đầu giữa Brighton và cách KFC trên sân nhà của Brighton. Và đây cũng là trận đấu ra mắt những tân binh của cách KFC. David De Gea, Maddison và Schlotterbeck sẽ là những cầu thủ ra mắt cho cách KFC ở trận đấu này. Garnacho, bên trong đang rất trống, đây là Aravena và cú sút đầu tiên của cách KFC. Traore, gọi đây có bóng, đây là Traore, tiền đạo của Brighton, và cú sút đầu tiên của Brighton đã ghi bàn vào lưới cách KFC. Và cách KFC đã bị dẫn trước 1-0 do cú sút vừa rồi của Emad, một cầu thủ mang áo số 25. Có vẻ như là do môi trường mới nên Schlotterbeck vẫn chưa quen môi trường ở ngoại hạng Anh, nên anh đã mắc một sai lầm và mở ra cơ hội cho Brighton ghi điểm ở trận đấu này. Phạt góc dành cho cách KFC, đánh đầu không vào, pha đánh đầu vừa rồi là của Schlotterbeck. Lại thêm một quả phạt góc nữa dành cho cách KFC, đánh đầu và vẫn chưa có bàn thắng dành cho Schlotterbeck. Anh đã có hai pha đánh đầu. Đây có bóng, đây là Aravena, khoảng trống cho Aravena, và đó là bàn thắng quân bình tỷ số của Aravena dành cho cách KFC ở những phút cuối cùng của trận của hiệp 1, phút 43 của trận đấu. Tavares là người đã nỗ lực cướp bóng, và sau đó là một đường chuyền chọc khe dành cho Aravena ghi bàn. Và một cầu thủ bên phía Brighton vừa có một pha phạm lỗi với lại Adamu, và anh đã ngay lập tức nhận một tấm thẻ vàng. Đó chính là Miguel, số 24. Có vẻ như đó là hậu vệ. Và không biết là liệu là pha phạt này có phải là penalty hay là chỉ là một pha đá phạt từ ngoài vòng cấm thôi đây. Vâng, và có vẻ như đó là một pha đá phạt từ ngoài vòng cấm. Đồng hồ đã điểm qua phút 48 rồi. Đây có vẻ như là tình huống tấn công cuối cùng ở hiệp đấu này. Người đang đứng trước bóng là Maddison. Và quả sút phạt vừa rồi của Maddison đã ghim thẳng vào góc chữ A của khung thành, khiến cho thủ môn của Brighton cũng phải bó tay. Và chúng ta cùng xem lại quả đá phạt tuyệt đẹp vừa rồi của Maddison. Wow, một đường bóng cong đã bay thẳng vào góc chết khung thành và giúp cho cách KFC nâng tỷ số lên 2-1. Lần đầu tiên cách KFC dẫn trước trong trận đấu này. Và đây cũng là bàn thắng ra mắt của James Maddison dành cho cách KFC. Rồi, Aravena, liệu có cú đúp cho Aravena hay không? Và 3-1 dành cho cách KFC. Một cuộc lội ngược dòng quá hoành tráng của cách KFC. Và đây là cú đúp của Aravena. Ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Aravena đã có pha chạy chỗ rất khôn ngoan khi lẻn vào giữa hai hậu vệ, và với một đường chọc khe của Maddison thì Aravena đã có một khoảng trống để đối mặt thủ môn và ghi bàn. Và trận đấu đã kết thúc sau tiếng còi vừa rồi của trọng tài, và trận mở màn Premier League đã trận phần thắng đã thuộc về cách KFC với tỷ số là 3-1. Tuy cách KFC đã bị dẫn trước với tỷ số 1-0, nhưng họ đã lội ngược dòng thành công với 3 bàn thắng liên tiếp. Và James Maddison có vẻ như là MVP của trận đấu này với một pha sút phạt rất đẹp để nâng tỷ số lên 2-1 cho cách KFC. Cách KFC đang có một bước chạy đà hoàn hảo khi họ lại có thêm được 2 trận thắng nữa khi đối đầu với lại West Ham và Middlesbrough. Oh no, có vẻ như là Hoàng Nguyễn đã quyết định rời bỏ cách KFC để đến với một câu lạc bộ khác rồi. Có vẻ như là do là anh không có nhiều suất đá chính ở cách KFC nên đã quyết định rời khỏi câu lạc bộ để tìm một tương lai sáng hơn.
Và đó là tất cả những nội dung của tập ngày hôm nay. Và nếu mọi người thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, subscribe và comment ý kiến của mọi người phía bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.